Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô sâm núi tàn nha cô chú anh chị. Tàn là mịn hết trơn rồi, tàn nó đâm chồi trở lại hết trơn nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Cây đâm chồi khỏe mạnh nha. Rồi. Dạ em xin vô cây đầu tiên á, mã số là B1 ạ. À. B1 nha. Sâm núi sâm trái nha cô chú anh chị, trái 100% nha. Co lắc rất là đẹp, giá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Cái này là về mình chỉ cần mình vô chậu mình bệnh nhẹ dây lại mình chơi thôi. Hoành em đo ở đây là 7, là 7 ạ. Hoành ngay vị trí đó là 7 nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 27 ạ. Cao 27. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Mã số B1 em xin giao lưu là 550.000. B1 cây này 550, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Tàn mịn đều chưa ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây B2. Cây này cái gọng lắc tàn rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Cây này khỏi chê luôn ha. Rồi thông số luôn. Cây này nó già nó đẹp lắm. Hoành em đó đây là 13. 13 hoành. Chiều cao 25. Cao 25. Kính bầu 14. Kính bầu là 14. B2 cây này 650.000 á, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây B3. Cây này đế nổi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy củ đế nổi ha. Tàn cũng mịn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Quanh năm đó 15. 15 hoành. Dài nó là 36. Dài 36. Kính bầu 16. Kính bầu là 16. B3 em xin giao lưu là 600.000. B3 nghe cô chú anh chị, 600.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo B4. Cái gọng lắc đẹp nha. Đế cũng đẹp nha cô chú anh chị. Đế ha. Cây này có đế luôn nha cô chú anh chị. Co lắc rất đẹp. Rồi thông số luôn. Mấy cây này thì trồng trong chậu từ nhỏ tới lớn hả? Ngồi rễ cám thì đầy bầu. Trồng từ nhỏ tới lớn trong chậu vậy luôn á cô chú anh chị. Rồi em đo hoành đây là 13. 13 hoành. Chiều cao là 32. Cao 32. Kính bầu 15. Kính bầu là 15. Mã số B4 em xin giao lưu là 550.000. B4 nha cô chú anh chị. Cây này 550 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là B5. Rồi cây này đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi tàn tròn đều luôn ha. Quảnh đó đây là 15. 15 hoành. Chiều cao 27. Cao 27. Kính bầu 15. Kính bầu 15. Mã số B5 em xin giao lưu là 600.000. B5 ha, 600.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Sâm núi sâm trái nha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây mã số là B6. Cây này đế đẹp nha. Cây này đế nổi đẹp nha cô chú anh chị. Nào quay kỹ cho mọi người xem. Đế nó nổi đẹp hết trơn ha. Cây nó cũng u nặng lắm nha cô chú anh chị. Đế còn nằm dưới tại bới không lên. Đế cây này đẹp lắm. Rồi thông số luôn. Hoành năm đó đây là 14. 14 hoành. Cao 27. Cao 27. Kính bầu 15. Kính bầu là 15. Mã số là B6 em xin giao lưu là 550.000. B6 nha cô chú anh chị, 550, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là B7 nha, một cây tàn dù đẹp nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. 13 hoành. Chiều dài nó 35. Dài 35. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Mã số B7 em xin giao lưu là 550.000. B7 nha. Cây này 550 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây mã số B8 nha cô chú anh chị. Cây này cũng có đế nè. Đế cô chú anh chị mình thấy ha. Em thấy đế ở đây nữa. Cò lắc rất đẹp nha.
Rồi, thông số luôn. Hoành em đo ở vị trí này là 17. 17 hoành ngay vị trí đó ha. Em đo hoành thân trên đây là 9 rồi. Ờ, hoành ngay vị trí đó là 9. Chiều cao 30. Cao 30. Kính bầu 14. Kính bầu 14 nha cô chú anh chị. Mã số B8 em xin giao lưu là 550 nghìn. B8 550 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo B9 nha cô chú anh chị. Đó, cây này có đế nha. Cô chú anh chị mình thấy cái dàn đế nha, nổi lên trơn nha cô chú anh chị. Ở đây có ổng đế mà nó bị đứt rồi nè. Co lắc cũng rất là đẹp nha. Rồi thông số luôn. Hoành ra 14. 14 hoành. À, hoành ngay vị trí đó là 9 nha. Chiều cao nó 30. Cao 30. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Mã số B9 em xin giao lưu là 600 ngàn. B9 cái này 600 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây B10 nha cô chú anh chị. Cây này đế nôm sổ ha. À, sổ thẳng xuống nha cô chú anh chị. Mấy cây này là nó đâm chồi cho lợi trơn nha cô chú anh chị. Nó tỉnh rồi. Đó. Rồi thông số luôn. Hoành thân của nó 10. Hoành 10. Hoành nguyên cái bộ đế nó là 16. Đế 16 ha. Chiều cao của nó là 27. Cao 27. Kính bầu 15. Kính bầu 15 nha cô chú anh chị. Mã số là B10 em xin giao lưu là 500 ngàn. B10 500 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo B11. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái này đế. Cây này đế nè. Cô chú anh chị mình xem cái dàn đế em quay nè. À, tại vì nó hơi đen á. Quay xa thì không rõ ha. Quay gần cho cô chú anh chị mình xem nè. Ông đế to to không à. Ha. Đó. Đế cây này đều lắm á. Cây rất là già cây. Cái này nó rụng lá để nó thay lá mới nè. Lên dàn lá mới hết rồi. Rồi thông số luôn. Hoành đế của nó là 20. Đế 20 hoành nữa ha. Em đo hoành ở chỗ này là 14. Hoành thân ngay vị trí đó 14. Hoành ngay chỗ này là 9 thôi. Ở trên đó là 9 nha cô chú anh chị. Chiều cao 24. Cao 25 chứ. Cao 25. Kính bầu 15. Kính bầu 15 nha. B11 em xin giao lưu là 650 ngàn. B11 nha cô chú anh chị. 650 ha. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo B12. Đó, cây này đế nó cũng nổi lên ha cô chú anh chị. Đế nổi hết đây. Co lắc rất là đẹp. Nó co lắc nó cục 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 cái gì? Nó cục lên chân nha cô chú anh chị. Tàn thì khá thôi. Rồi thông số luôn. Hoành em đo vị trí này là 16. 16 hoành. Thân 10. Chiều dài của nó 30. Dài 30. Kính bầu 15. Kính bầu 15. Mã số là B12 em xin giao lưu là 600 ngàn. B12 nha cô chú anh chị. 600 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo B13. Ở cây này đế nôm nha cô chú anh chị. Cộng bự bự không ha. Đó, cô chú anh chị mình thấy rõ đế nha. Tại nó đen thôi chứ nó đế cũng được. Co lắc cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này co lắc đẹp nha. Co lắc cực đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Cái tàn thì nó khá thôi nha cô chú anh chị. Hoành em đo hoành đế là 21 à. 21 hoành. Đo hoành ở đây là 14. Hoành ngay vị trí đó 14 nha cô chú anh chị. Hoành thân nó 9 thôi. Thân 9. Chiều cao là 30. Cao 30. Kính bầu 15. Kính bầu 15. B13 em xin giao lưu là 550 ngàn. B13 nghe cô chú chị. 550 ngàn. Bao ship luôn ha. Đó, cây khỏe mạnh đâm chồi ào ào nghe cô chú chị. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo B14. Cây này co lắc cực quái luôn. Tàn thì nó hơi yếu nha.
đế này nghe cô chú anh chị. Có 2 cọng đế nữa. Đế rất là lực, 2 cọng đế nó ôm tròn luôn. Rồi, thông số luôn. Năm đó đây là 11. 11 của anh. Chiều dài 20. Dài 20. Kính bầu 16. Kính bầu 16. B14 em xin giao lưu là 500 ngàn. B14 nha, cây này 500 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo B15 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Đế cô chú anh chị mình thấy ha. Đế nổi lên trơn nha cô chú anh chị. Co lắc cũng rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn. Bên đó vị trí này là 15. 15 hoành. Đó, trên đây là 9 rồi. Ngay vị trí đó là 9. Chiều cao nó 33. Cao 33. Kính bầu 14. Kính bầu 14. B15 em xin giao lưu là 500 ngàn. B15 cũng là cây cuối cùng của clip ha. 500 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi chào đó luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.